5 thay đổi về lối sống giúp bạn giảm huyết áp của mình. Thứ nhất là hạn chế cái lượng natri đưa vào cơ thể hay là cái lượng natri hấp thu. Thì việc mà chúng ta giảm lượng natri hấp thu vào cơ thể đã được chứng minh là giúp cho chúng ta kiểm soát huyết áp hay hạn chế tránh tình trạng tăng huyết áp. Vì natri là một trong những yếu tố sẽ giúp cơ thể chúng ta tích trữ nước và gây tăng cái áp lực hay gánh nặng mà tim phải chịu, từ đó sẽ dễ dẫn tới bị tăng huyết áp. Cái vấn đề thứ hai đó chính là áp dụng chế độ ăn DASH. Thì chế độ ăn DASH đã được các nhà khoa học chứng minh là giúp chúng ta kiểm soát huyết áp và lượng cholesterol trong cơ thể. Trong chế độ ăn này, tác giả hay các nhà khoa học người ta cũng khuyến cáo là chúng ta nên ăn nhiều trái cây và rau, ăn nhiều các loại ngũ cốc hay là các loại hạt, sử dụng các chế phẩm từ sữa ít béo hoặc là sữa không có chất béo, hạn chế ăn những cái đồ thực phẩm có đường, hạn chế sử dụng rượu bia, hạn chế natri và các chất béo bão hòa. Cái thứ ba nữa đó là hãy duy trì những cái hoạt động thể chất đều đặn. Việc chúng ta tập luyện thể dục thể thao, hoạt động thể chất đều đặn nó sẽ giúp chúng ta giảm huyết áp từ 4 đến 9mm thủy ngân khi mà chưa cần phải uống bất cứ một viên thuốc huyết áp nào hết. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta muốn cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và giúp cho huyết áp cũng như là mỡ máu chúng ta ổn định thì chúng ta cần phải duy trì cái việc tập luyện này đều đặn ít nhất là 150 phút mỗi tuần để có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe của mình. Cái thứ tư đó là tăng lượng kali hấp thu vào. Thì theo giáo sư tiến sĩ về dinh dưỡng Rachel Johnson nhấn mạnh, cái việc mà tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa kali sẽ giúp bạn kiểm soát huyết áp của mình. Và những cái thực phẩm chứa nhiều kali nó nằm ở trong chuối, mặn khô hay là lụ, hay các loại rau củ như là cải russo hay là củ cải đường, và đặc biệt có nhiều trong nước dừa. Và cái cuối cùng, cái thứ năm đó là duy trì cân nặng hợp lý. Việc bạn kiểm soát cân nặng của mình tốt hay là nằm ở mức lý tưởng nó sẽ giúp cho bạn duy trì một cái mức huyết áp ổn định. Và người ta nhận thấy rằng khi mà cân nặng của chúng ta tăng, nó sẽ có xu hướng làm tăng huyết áp. Và chỉ một cái thay đổi nhỏ cân nặng như khi bạn giảm được 4kg là nó đã bắt đầu có thể giúp bạn giảm cái huyết áp của mình. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.